Đây là hình ảnh của Quế Ngọc Hải và Văn Toàn, những người anh em, những người đồng đội đã sát cánh với nhau trong rất nhiều những giải đấu lớn nhỏ rồi. Họ cũng rất thân thiết nhau ở trong cuộc sống thường ngày. Và chúng ta sẽ cùng chờ đúng ít phút để có thể cùng theo dõi hai cầu thủ cùng cầm trên tay những chiếc tay cầm để thi đấu với nhau, không phải là trên sân cỏ mà là trên một tựa game on và đang thi đấu online. Văn Toàn thì vẫn ở cái căn phòng đó và ngồi từ buổi chiều đến giờ rồi. Còn Quang Hải thì vẫn vậy, vẫn ngồi ở vị trí đó khi để chờ đợi cuộc đối đầu với lại Văn Toàn và thôi. Văn Toàn rất sẵn sàng, nhìn thấy ở trên hình ảnh camera Văn Toàn căng lắm như đấy, đang chuẩn bị như kiểu là chuẩn bị đánh nhau ấy. Rồi trận thi đấu đầu tiên đối đầu giữa Quế Long Hải và Văn Toàn. Văn Toàn là người ra bóng trước và đang thực hiện một đường lên bóng rất nỗ lực, và một đường treo bóng đến từ Văn Toàn chưa thành công. Pha phòng ngự hợp lý của Quế Ngọc Hải đã giúp anh triển khai bóng lên phía trên, và người đang di chuyển ở hành lang cánh trái đó là Neymar. Thêm một đường trả ngược lại rất hay, Hazard thực hiện một đường chuyền, chứ đó không phải là một cú sút hay. Bóng đã quay trở lại với Văn Toàn rồi. Đây sẽ là cuộc đối đầu rất hấp dẫn ở trong bảng A này, có thể nói là cuộc đối đầu hấp dẫn nhất. Thì mà ngoài cái tính chất giành ăn thua nhau thì còn có sự thù hận, có sự cay cú nhau nữa, nó sẽ giúp cho hương vị của trận đấu này trở nên đặc sắc hơn nữa. Bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của Văn Toàn và phối hợp hay, tình huống mở biên. Đó là một tình huống đi bóng vào trong, trả ngược lại. Một lần nữa thì Quế Ngọc Hải đã phòng chủ động và thành công một đường chuyền bóng. Vâng, rõ ràng là với chất lượng đội hình như nhau rồi thì không có những tình huống mà cầu thủ bất ngờ lao vọt qua hàng phòng ngự như ở trong cuộc đối đầu với các game thủ nữa. Hay cầu thủ của chúng ta lúc này sẽ phải thi đấu một cách tập trung hơn, thi đấu theo đúng bản sắc của mình hơn. Đối thủ này nồng điệu hơn rồi. Không thành công. Alisson Becker. Hải Quế thì vẫn đang ở một trong một cái khuôn viên tương đối là nhẹ nhàng, còn Văn Toàn sẽ phải đối mặt, phải có thể một lát nữa thì có thêm ít mũi nữa, và cũng với cả Văn Toàn. Văn Toàn cũng đang rất tập trung. Chúng ta thấy rằng là Văn Toàn ở cái game đấu này thì đang phát âm khá nhiều, rất nhiều những động từ mạnh. Có thể thấy rằng là cảm xúc đã được dồn, Văn Toàn vừa đã thể hiện sự tiếc nuối. Văn Toàn bây giờ đang có một chút gì đó phấn khích, đang ép được Hải Quế. Hải Quế thì đang có một bộ mặt rất nghiêm túc, như đang đối đầu với cả Tsitsipas, với cả Tsitsipas. Quá căng, còn đây là tình huống tấn công của Văn Toàn. Tình huống xử lý rất bình tĩnh. Vâng, Văn Toàn vẫn thế mạnh là những tình huống tấn công chớp nhoáng. Còn Hải Quế thì cũng đang thể hiện khả năng phòng ngự tốt của mình. Đường truyền bỏng cho Messi là hỏng rồi. Người ta bảo là nghiện là hỏng rồi, nhưng mà vừa rồi truyền cho Messi cũng hỏng luôn. Tiếp tục là tình huống tấn công đến từ vị trí của Văn Toàn. Chàng trai đến từ Pleiku. Đây rồi, đây rồi, làm gì? Chưa phải cú dứt điểm ngay, và Gerard Piqué rất nhanh là có tình huống can thiệp. Bóng được trả về và vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của Văn Toàn. Một tình huống đi bóng hay. Văn Toàn đang rất nỗ lực. Đường truyền bao được hay không? Vẫn chưa thành công. Vâng, sau cùng thì đó là một pha dứt điểm đã đưa bóng đi ra ngoài. Văn Toàn đang cực kỳ phấn khích. Vâng, cảm giác là đang dồn ép được người anh của mình, đang khiến cho những cơ mặt, những biểu cảm ở trên khuôn mặt của Quế Ngọc Hải vâng, thực sự là rất căng thẳng. Chúng ta có thể nhìn là ngay ở trong những tình huống điều chỉnh đội hình thôi, Quế Ngọc Hải cũng đang thể hiện sự tập trung cao độ. Vâng, đây chắc chắn là những biểu hiện của sự căng thẳng rồi. Còn ở bên kia trên tuyến thì Văn Toàn đang thực sự phấn khích. Đến với giải đấu lần này, có lẽ cái mong muốn lớn nhất của Văn Toàn đó là vượt qua Quế Ngọc Hải thôi. Và anh đang cười rất tươi sau khoảng thời gian thi đấu khởi sắc ở đầu hiệp thi đấu thứ nhất. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi một vài sự thay đổi trong sơ đồ đến từ Quế Ngọc Hải, xem anh sẽ làm được những gì, liệu rằng có cải thiện được tình hình hay không, hay vẫn tiếp tục bị dồn ép. Một cầu thủ tấn công có lẽ sẽ được thay ra hay không? Eden Hazard hoặc là Mbappe, hay cả hai sẽ đều được giữ lại trong đội hình? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Rất nhiều toàn tính đến từ Quế Ngọc Hải. Văn Toàn có lẽ đang bắt đầu kêu cả lâu thế anh ơi. Nhanh khẩn trương cho em ghi bàn nào. Quả đá phạt góc dành cho Văn Toàn. Treo bóng vào trong. Văn Toàn không được rồi. Văn Toàn không chiến thắng được Alisson Becker. Và trái bóng được đưa lên phía trên. Đây là Neymar. Sơ đồ chiến thuật có rất nhiều những cầu thủ tấn công của Quế Ngọc Hải. Còn ghi bàn rõ ràng là điều mà Quế Ngọc Hải đang rất mong muốn ở trong trận đấu này.
Văn Toàn lại cười của ngày hôm nay. Chắc chắn là trong cuộc đối đầu với Quế Ngọc Hải thì Văn Toàn sẽ còn cười nhiều nữa. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là Văn Toàn hay Quế Ngọc Hải là người giành chiến thắng đây. Một pha chơi bóng dành cho Quế Ngọc Hải. Thì cũng giống như Alisson Becker ở bên kia chiến tuyến thì thủ môn của Văn Toàn cũng đã ủng gọn theo bóng rồi. Bóng được đưa lên phía trên, một đường triển khai tấn công dành cho cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Tình huống mở biên, thêm một pha treo bóng vào trong nữa. Thì đá với nhau thì cả hai cầu thủ của chúng ta đều đang thực hiện rất nhiều những tình huống treo bóng bổng. Quế Ngọc Hải vẫn chưa tung ra bất kỳ một cú sút nào cả. Và nếu như anh em nào đang cảm thấy trận đấu này đang nóng dần lên rồi, thực sự là hưng hực khí thế rồi, thì hãy tiếp tục like và chia sẻ để ủng hộ cho các cầu thủ của chúng ta trong lượt trận này. Văn Toàn đang tỏ ra mất nước nhiều lắm đây này. Đó, thêm một tình huống đá phạt góc nào. Văn Toàn sẽ làm gì? Một đường truyền sệt rồi, không phải là một cú treo bóng nữa. Trả lại cho Tiến Hải, nhưng Ronaldo của Quế Ngọc Hải đã kịp thời băng lên để giành bóng. Một tình huống phản công, vẫn đang là Ronaldo. Pha xử lý hay của Ronaldo, rất hung mạnh. Nhưng sau cùng thì anh vẫn bị chặn lại. Quá nhiều những hậu vệ. Bây giờ lại là đợt lên bóng của Văn Toàn, một đường truyền. Có phải là một cú tạt bóng nữa hay không? Vừa đạt cùng quê có pha tạt bóng chuẩn xác. Nhưng thực tại xác định đó vẫn là một tình huống phạm lỗi của trung vệ người Tây Ban Nha. Tình huống đá phạt cố định dành cho Văn Toàn. Văn Toàn ngày hôm nay không tiếc những tình huống xoạc bóng để truy cản Hải Quế. Trước đó chúng ta thấy rằng là có 3 cú xoạc liên tiếp đến từ vị trí của Văn Toàn. Và đây vẫn là Văn Toàn. Và chưa phải là phương án xuất ra, nhưng đây sẽ cú ra đầu tiên vẫn nguy hiểm. Bóng suýt chút nữa đã đập cột dọc rồi. Suýt chút nữa đập cột dọc đồng nghĩa việc nó cũng chưa vào. Nhưng Văn Toàn đã thể hiện sự quyết tâm của mình. Hải Quế thì chúng tôi đang thấy cảm giác có một cái điều gì đó hơi trầm tính quá. Không giống như Hải Quế thủ lĩnh ở trên sân một chút nào cả. Hải Quế đang hơi căng cứng. Có vẻ như đây là một cái kèo mà Văn Toàn bị tự tin quá. Hoặc cũng có thể Văn Toàn đã gửi một cái thông điệp gì đó đặc biệt đến Hải Quế, khiến cho Hải Quế thi đấu thực sự tập trung. Có thể sẽ có một kèo riêng của anh em. Như vậy đã có thắng rồi. Và người ghi bàn là Quế Ngọc Hải, người rất trầm lắng mà bây giờ anh ăn mừng thì chúng ta có thể thấy rằng là team hình như còn đập tít ra ngoài lồng ngực rồi. Văn Toàn thì vẫn cười rất tươi và tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. Văn Toàn đã hứng chịu một trong những quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Anh đã bị phản đòn và 1-0 dành cho Hải Quế. Sau cú dứt điểm không thành công thì Văn Toàn đã không thể ngồi trên chiếc ghế của mình được nữa. Anh bật dậy và tỏ ra vô cùng tiếc nuối, nhưng kèm theo đó vẫn là một nụ cười. Còn bây giờ vẫn là một nụ cười nữa, nhưng anh đã bị thủng lưới. Và lần thứ nhất đây có phải lần thứ hai không? Cú sút bồi không được, Mbappe không thể thực hiện sút bồi ở trong pha bóng đẩy ra vừa rồi. Văn Toàn đã giành lại được bóng. Hiện tại thì Văn Toàn đang là người bị dẫn trước. Đây là Antoine Griezmann, không thể vượt qua được Van Dijk. Bóng quay trở lại với Quế Ngọc Hải. Một tình huống mở biên cho Neymar. Và ngay sau đó là một đường chuyền vào trong. Và khi trung vệ đã đứng quá gần thì đường chuyền của Quế Ngọc Hải đã không thành công. Pha trả bài và một đòn trả lại cho Quế Ngọc Hải có được hay không? Đây lại là một tình huống trồng biển và cú treo bóng. Không, đây là một tình huống căng ngang. Văn Toàn vẫn chưa thể thành công với pha dứt điểm của mình. Đó, chúng ta đang được chứng kiến một nhịp độ trận đấu được đẩy lên quá cao. Liên tiếp là những tình huống ăn miếng trả miếng. Cái bóng không thể đi với một tốc độ chậm được nữa. Và đến lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để kết thúc 45 phút đầu tiên của trận đấu giữa Văn Toàn và Quế Ngọc Hải. Tỷ số tạm thời là 1-0, nhưng với Quế Ngọc Hải nhìn vào những thông số của trận đấu thì chúng ta thấy rằng Toàn là người đang nắm ở mọi thông số đều lợi thế hơn, cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn, nhưng bàn thắng là chưa có. Ronaldo, Hazard, hiệp 2 hai đội đổi sân và Lionel Messi. Kylian Mbappe, Hải Quế có vẻ như đang rất muốn ăn tươi nuốt sống Văn Toàn. Nhưng thời điểm này thì Văn Toàn cho rằng anh cũng là một người có thể tạo ra một cái điều gì đó đau đớn dành cho Hải Quế ở trên sân. Không được, bóng không vượt qua được Casemiro và đây là Eden Hazard. Lionel Messi, người đang di chuyển có vẻ như là Ronaldo, nhưng còn đây là Kylian Mbappe. Văn Toàn rất nhanh, khá hiểu người đàn anh và cũng là người đồng đội thân thiết. Cả hai đã trải qua rất nhiều đời huấn luyện viên tại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hải Quế là một trong những cầu thủ ưu tú trong lứa của mình, lứa 93, với những phi sơn Võ Huy Toàn. Tiếp tục nào, không được rồi. Virgil Van Dijk, đường truyền của Van Dijk dành cho Messi, một cầu thủ đại nhưng lại truyền cho một cầu thủ tiểu. Nhưng cả hai đều sở hữu những thông số rất mắc mình. Đánh đâu, không được, đó là Cristiano Ronaldo. Vâng, rất nguy hiểm. Hải Quế đang tỏ ra nguy hiểm hơn trong những tình huống bóng bổng. Chỉ có duy nhất trận đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay, Hải Quế ít sử dụng bóng bổng thôi. Còn lại sau đó anh sử dụng rất nhiều những cú tạt khó chịu. Và Văn Toàn cũng đang phải tìm mọi cách để có thể tìm bóng và đưa bóng vào lưới của Văn Toàn. Vẫn là cao thủ áo xanh.
đây rồi, đôi giày làm gì, cơ hội sút đi, Griezmann không được. Marcelo, vâng, Marcelo đứng như chờ chồng của đó. Đây rồi, Marcelo thậm chí đứng đấy từ chiều. Đây là Văn Toàn, không được. Alisson vẫn đang rất chính xác. Vâng, Văn Toàn tỏ ra phấn khích sau khi anh có được những khoảng trống để dứt điểm. Có vẻ như với Văn Toàn thì việc phủ hành được Hải Quế là một sự sung sướng với bản thân anh và là một niềm vui không nhỏ trong cuộc sống. Còn sau rất nhiều những cú nhảy cẫng lên hay những cái ôm miệng tiếc nuối thì Văn Toàn vẫn chưa có được cho mình bàn thắng quần đỉnh tỷ số. Vâng, cũng có những sai lầm nho nhỏ trong hệ thống phòng ngự của Quế Ngọc Hải. Nhưng sau cùng thì tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-0 mà thôi. Thêm một tình huống nữa mà Văn Toàn đã giành lại được bóng trong trận của Cavahan. Hướng di chuyển dọc biên. Đường truyền vào trong, không được, trọng tài xác định đã có lỗi duyệt vị mất rồi. Một tình huống đưa bóng lên phía trên đến từ Quế Ngọc Hải. Và bây giờ thì Văn Toàn đang trầm lắng lại, bình tĩnh lại. Lẽ này phải nghiên cứu kỹ hơn, tại sao mà những cơ hội mình đã có khá nhiều rồi nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng. Đây là thêm một pha phối hợp nữa, muốn trồng biên hay. Chèo bóng vào trong, người đạp Pique đã giải nguy, nhưng đó là một cú sút bẩy rất đáng tiếc. Cú sút chưa đủ khó để có thể hạ gục được Alisson Becker. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 nhờ về Quế Ngọc Hải. Thêm một tình huống tranh chấp hay nữa, Văn Toàn đang mở biên, rất nhiều những tình huống tấn công từ hành lang. Vẫn kịp chuyền bóng cho đồng đội. Nhưng ngay sau đó cũng đã bị áp sát và để mất bóng rồi. Trước đó cũng đã có tình huống phạm lỗi của các cầu thủ áo bã trầu. Chúng ta sẽ cùng xem là tình huống đá phạt này liệu Văn Toàn hoàn toàn sẽ xử lý như thế nào. Cú sút ngay không? Đó là cú sút đấy! Tuyệt vời Văn Toàn! Anh đã phải đứng dậy và lạnh lùng không quá phân khích nữa. Bàn thắng đến là điều sớm muộn thôi khi Văn Toàn đang ăn mừng như Mbappe luôn. Rồi sau khi mà chúng ta có bàn thắng, Văn Toàn có được cho mình bàn thắng thì anh ăn mừng giống như Mbappe làm luôn, giống như Griezmann làm luôn, thưa anh em. Và bây giờ trận đấu sẽ được tiếp tục và một quả đưa bóng lên trên đến từ Quế Ngọc Hải. Thực sự là Văn Toàn đang quá phấn khích rồi khi mà được đối đầu với người anh của mình, một người anh thân thiết ở trong đội tuyển. Thời gian gần đây thì Văn Toàn cũng đã có một cuộc gọi chôn để gọi trêu Quế Ngọc Hải khi mà hỏi để vay tiền ấy. Anh Tuyền có thể chia sẻ về thông tin đó không? Đúng rồi, trong một cái show thì Văn Toàn có được thử thách lẽ ra là gọi điện vay tiền và ngay lập tức Văn Toàn nghĩ đến thế là Quế Ngọc Hải chứ không phải một cầu thủ nào khác. Những cầu thủ này thì vẫn thường trêu chôn nhau trên Facebook rất là vui, đó là một phần trong cái cuộc sống mạng xã hội của họ. Nhưng đây là Văn Toàn làm gì đây, không được rồi. Vâng, Văn Toàn đang tỏ ra chúng ta có thể cái cảm xúc của Văn Toàn bây giờ là không thể ngồi im được khi mà củ hành được Hải Quế. Mọi người phải biết rằng là cái sự sung sướng nó căng thẳng đến mức độ như thế. Và tôi tin rằng là Văn Toàn có nhiều động lực để thi đấu dồn hết sức ở trận đấu này. Dù là như thế nào đi chăng nữa, chúng ta biết rằng ngay cả một tình huống cố định Văn Toàn cũng thi đấu rất chắc chiu. Bởi vì với Văn Toàn có vẻ như là một bàn thắng vào lưới của Hải Quế thì có vẻ như anh trúng được 100 triệu hay gì đấy, tôi không biết. Nhưng mà thực sự đó là một cái đang khiến cho Văn Toàn phấn khích. Còn ngược lại thì Hải Quế là một người rất trừng trắc. Hải Quế là cứ phải ghi bàn xong anh mới ăn mừng, còn không anh cứ để thể hiện một cái gương mặt cực kỳ là căng, rất căng luôn. Hải Quế tôi cứ cảm giác như là đang chuẩn bị đối đầu với cả các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cho lượt về. Đây rồi, vâng, tình huống tấn công của Văn Toàn, cơ hội chuyền vào bên trong của hai cầu thủ, nhẹ thưa quý vị, hơi nhẹ. Vâng, Hải Quế thì có vẻ như đang rất điềm đạm, thể hiện đúng là một người đàn ông đã có gia đình. Còn Văn Toàn thì bây giờ thì anh vẫn chưa lập gia đình nên có vẻ như anh vẫn đang khá vui tươi và đây là ba bê. Hải Quế cơ hội quá rõ nét và Messi đã kết liễu Văn Toàn ở phút thứ 84. Vâng, 2-1 vào thời điểm này rồi. Chúng ta có thể thấy rằng Hải Quế cười không đến mức độ nhảy cẫng, nhưng mà bây giờ nhảy rồi. Cuối cùng thì Hải Quế cũng phải vung lụa cảm xúc của mình rồi. 2-1 rồi, anh Vinh Tê thấy sao về trận đấu này? Vâng, thực sự là những gì mà Văn Toàn đang cống hiến cho khán giả đó là rất rất nhiều những cảm xúc, sự phấn khích khi đối đầu với người đàn anh của mình ở trên đội tuyển. Nhưng mà rất tiếc là một trận đấu mà mình đánh giá là Văn Toàn đang là người sở hữu nhiều cơ hội hơn, nhưng Quế Ngọc Hải mới là người chắc chiu tốt những cơ hội mà mình đã có. Và cụ thể nhất thì điều minh chứng đó chính là tỷ số 2-1 ở thời điểm phút thứ 84. Tiếp tục sẽ là pha lên bóng đến từ Văn Toàn. Và sẽ cùng xem là trong những phút ký đỏ còn lại, Văn Toàn có ghi được bàn thắng để quân bình tỷ số hay không. Đấy, thua ai cũng được nhưng mà thua Quế Ngọc Hải thì vẫn đang còn rất đau đớn. Đây là Eden Hazard và Ronaldo. Và triển khai bóng của Quế Ngọc Hải.
vẫn chưa được. Bóng bóng quay trở lại với Văn Toàn rồi. Ngay sau đó thì Quế Ngọc Hải cũng đã giành được bóng. Mbappe, pha xoay sở hay. Tốc độ của Mbappe, đường chuyền vào trong. Đường chuyền ở tư thế với không tạo ra được sóng gió với khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Toàn. Một pha phản công luôn. Cố gắng chắt chiu cơ hội nào. Đường chuyền đây. Vẫn còn cơ hội. Bóng được đưa vào trong và một tình huống nỗ lực để đưa bóng vào trong khi đang có đến hai hậu vệ theo kèm ở phía sau lưng. Và như vậy là Văn Toàn đã để thua trong lượt trận đầu tiên. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.